sau Lương Cường, Phan Đình Trạc lại bất ngờ sang Bắc Kinh. Liên quan đến tình hình chính trường và nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo giới thạo tin, từ nay đến Đại hội Đảng lần thứ 14 chỉ còn khoảng 13 tháng. Trọng tâm của Tổng Bí thư Tô Lâm là phải giành bằng được chiếc vé trường hợp ngoại lệ để có tên trong danh sách nhân sự chủ chốt. Việc ông đương kim Tổng Bí thư Tô Lâm trở thành trường hợp ngoại lệ là vấn đề đương nhiên. Tuy vậy, cho đến nay, ông Tô Lâm vẫn chưa giành được sự đồng thuận của đa số Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đây là vấn đề không hề đơn giản. Theo nguyên tắc, nếu kết quả biểu quyết ông Tô Lâm là trường hợp ngoại lệ của Ban chấp hành Trung ương không đạt được quá bán, thì sẽ đồng nghĩa với việc Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phải về nghỉ hưu sau hơn một năm ngồi trên ghế Tổng Bí thư ở tuổi 69. Vấn đề tuổi tác là vấn đề cực kỳ quan trọng với các thành viên tứ trụ khóa 13 này. Theo giới quan sát, tính đến đầu năm 2026, khi Đại hội 14 diễn ra, hai ông Tô Lâm và Lương Cường cùng ở tuổi 69, ông Phạm Minh Chính được 67 tuổi, ông Trần Thanh Mẫn sẽ ở tuổi 64. Theo quy định hiện hành và độ tuổi tái cử, cả hai ông Tô Lâm và Lương Cường đều phải đến tuổi về hưu, cũng như ông Phạm Minh Chính không đủ tuổi để ngồi lại thêm một nhiệm kỳ nữa. Do đó, việc giành vé trường hợp ngoại lệ là câu chuyện không hề đơn giản. Theo giới quan sát, khả năng cao, nội bộ Đảng sẽ đạt được phương án cả ba ông Tô Lâm, Lương Cường, Phạm Minh Chính sẽ cùng ở lại hoặc cùng nghỉ hưu. Nhưng Tổng Bí thư Tô Lâm lại không muốn như vậy. Theo ông Tô Lâm, trường hợp ngoại lệ cho Đại hội 14 chỉ có duy nhất một và chỉ có một mà thôi. Đây là lý do khiến cho cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư tại Đại hội 14 càng trở nên quyết liệt, một mất một còn. Kể từ sau hội nghị Thành Đô vào năm 1990, việc Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa mối quan hệ giữa hai nước mà thực chất là sự đầu hàng vô điều kiện của ban lãnh đạo Hà Nội đối với Trung Nam Hải. Kể từ đó cho đến nay, bộ máy lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đều phải nhận được sự đồng thuận của ban lãnh đạo Bắc Kinh. Đó là lý do lãnh đạo Trung Quốc từng gọi ban lãnh đạo Việt Nam là những đứa con hoang đàng trở về với đất mẹ. Cụ thể vào tháng 6 năm 2014, trong bối cảnh căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển tranh chấp trên Biển Đông. Khi đó, Hoàn Cầu Thời báo là một phụ bản của Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng một bài viết với tiêu đề "Trung Quốc thúc giục đứa con hoang đàng hãy trở về nhà". Đây là cách diễn đạt thể hiện thái độ hết sức trịnh thượng của Trung Quốc trong việc xử lý mối quan hệ với ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là một cách thể hiện tham vọng ảnh hưởng hoặc kiểm soát đối với Việt Nam. Điều vừa kể trên có liên quan gì đến chuyến thăm của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Bắc Kinh từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 11 vừa qua hay không? Ông Phan Đình Trạc hiện nay là người cầm đầu phe Nghệ An, là một đối thủ chính trị, đồng thời là người liên tục dòm ngó chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chưa qua đời. Có nhiều biểu hiện cho thấy các phe Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình và Quảng Nam đã và đang nỗ lực liên kết với phe tướng lĩnh quân đội để chống lại Tổng Bí thư Tô Lâm. Đây là điều hết sức đáng lo ngại với chính trường Việt Nam ở thời điểm hiện nay. Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn sẽ là con ma họ Hứa. Theo giới phân tích, không thể xem nhẹ khả năng Chủ tịch nước Lương Cường sẽ vươn lên nắm vị trí Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội lần thứ 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Và phải chăng Tổng Bí thư Tô Lâm đã sử dụng chiêu độc tiên hạ thủ vi cường đối với Chủ tịch nước Lương Cường trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị nguyên thủ quốc gia để tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác APEC 2024 tại Peru, đồng thời thăm chính thức một số quốc gia Nam Mỹ? Tổng Bí thư Tô Lâm đã áp dụng độc chiêu và đã thành công với Chủ tịch nước Lương Cường bằng vụ bê bối của Thượng tá Lại Đắc Tuấn là điều có thật. Thật khó có thể biện minh không có bàn tay của Bộ Công an, nhất là mối quan hệ giữa hai ông Tô Lâm và Lương Cường, những nhân vật chủ chốt cho bộ máy lãnh đạo nhà nước Việt Nam hiện nay được cho là không bình thường. Trên cương vị đứng đầu bộ máy đảng của ông Tô Lâm và người đứng đầu nhà nước của ông Lương Cường, cả hai đều có ảnh hưởng lớn tới sự ổn định chính trị và ảnh hưởng các chính sách cơ bản nhất của Việt Nam tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Bất kể cảnh báo cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường cần phải hòa hoãn hay phải tạm đóng băng mâu thuẫn này, tuy nhiên như đã thấy, ông Tô Lâm vẫn nhanh tay hơn. Điều này đã tạo ra một nỗi thất vọng khó có thể gột rửa cho ông Lương Cường. Kết quả của vụ tai tiếng là nỗi nhục quốc thể gây ra bởi một thành viên của đội an ninh cảnh vệ của Chủ tịch nước Lương Cường, được cho là kết quả của việc áp dụng
chính sách chỉ tang mạ hòe của Tổng Bí thư Tô Lâm, nghĩa là thay đổi chủ đề để tránh nhắc đến vấn đề mâu thuẫn và né tránh chủ đề tranh chấp quyền lực sẽ gây khó chịu trong đảng hiện nay. Đây chính là lý do trong thời gian gần đây, theo giới quan sát, ông Tô Lâm đã liên tiếp đăng đàn và đưa ra các chủ trương chính sách bằng các phát biểu hùng hồn, cụ thể như Việt Nam có 3 điểm nghẽn lớn nhất, đó là thể chế, hạ tầng và nhân lực. Trong đó thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn và cần phải hoàn thiện thể chế hay việc đưa đất nước và dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Với cách nói mang tính mập mờ, mục đích của ông Tô Lâm là nhằm lôi kéo sự ủng hộ của số đông dân chúng, kể cả giới trí thức nhẹ dạ. Điều đó đã khiến cho một bộ phận không nhỏ dân chúng cảm thấy hồ hởi, phấn khởi. Nhưng khi đặt câu hỏi, Tổng Bí thư sẽ hoàn thiện thể chế là hoàn thiện cái gì và tiến hành như thế nào thì không ai có câu trả lời cụ thể. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vẫn phải đặt câu hỏi, bây giờ ai cũng nói hoàn thiện thể chế, nhưng hoàn thiện cái gì, hoàn thiện ở đâu, sao không chỉ ra cho người ta biết rõ để mà đồng thuận. Mới đây, tại lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định Việt Nam vẫn tiếp tục kiên định với con đường chủ nghĩa xã hội. Khi ấy, công luận mới ngã ngửa ra và hiểu rằng những tuyên bố của ông Tô Lâm chỉ là cách gieo hy vọng cho dân chúng mà thôi. Thực chất đây là chiêu trò nhằm câu giờ, chứ hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Đây là phong cách lãnh đạo đặc trưng của các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam hiện nay. Họ chuyên nghề bán giấc mơ và hy vọng cho dân chúng, và có một điểm chung đó là nói rất hay, nhưng không bao giờ làm. Công luận cho rằng bất kể lãnh đạo nào khi mới lên chức cũng hô hào quyết liệt không kém gì Tổng Bí thư Tô Lâm. Tất cả bọn họ đều là những con ma họ hứa. Tập đoàn Xuân Cầu của đại gia Tô Dũng có thể sẽ trở thành một siêu tập đoàn. Sau khi tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tái đắc cử ít lâu, thì tối ngày 11 tháng 11, theo giờ Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với ông Trump. Nội dung cuộc trao đổi có liên quan đến mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ và sự hợp tác nhiều lĩnh vực khác nhau giữa hai nước. Giới quan sát đặt ra câu hỏi, Việt Nam sẽ được gì, mất gì khi ông Trump để làm Tổng thống? Đáng chú ý nhất là dự án của tập đoàn Trump Organization của con trai ông Trump đầu tư tại Hưng Yên. Đây là dự án sân golf 54 lỗ cùng với hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu dân cư hiện đại trị giá 1,5 tỷ đô la tại tỉnh Hưng Yên, là quê nhà ông Tổng Bí thư Tô Lâm. Dù rằng chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy dự án này có sự góp mặt của gia đình Tô Lâm, nhưng việc ông Tô Lâm được giới phân tích quốc tế đánh giá rằng ông Lâm là một người thực dụng, thích chủ nghĩa tư bản và thích hưởng thụ, do đó khó có khả năng ông Tô Lâm sẽ bỏ qua cơ hội vàng này. Trong chuyến công du Hoa Kỳ vào trung tuần tháng 9 năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên ông Nguyễn Hữu Nghĩa, người tháp tùng ông Tô Lâm trong chuyến thăm đi Mỹ, đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa đại diện của Trump Organization và tập đoàn Hưng Yên, tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc. Theo giới quan sát quốc tế, kể từ trước khi ông Tô Lâm nắm giữ quyền lực cao nhất ở Việt Nam, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm đã từng chỉ đạo cho Bộ Công an tấn công liên tiếp vào các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, trong đó bao gồm các tập đoàn Vạn Thịnh Phát của tỷ phú Trương Mỹ Lan, tập đoàn Phúc Sơn, tập đoàn Thuận An, không chỉ để hạ các đối thủ chính trị mà còn vì rất nhiều mục đích khác. Tô Lâm dùng Bộ Công an để đánh vào các tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu, sân sau của các đối thủ, không chỉ nhằm mục đích giành lấy lợi thế chính trị. Đây còn là sự cạnh tranh về mặt kinh tế, nhằm tạo điều kiện cho tập đoàn Xuân Cầu của đại gia Tô Dũng, là em trai của Tô Lâm, phát triển về lâu về dài. Hơn thế nữa, Tô Dũng là chủ tập đoàn Xuân Cầu Holding nổi tiếng với giá trị tài sản y tế nhiều tỷ đô la. Đây được cho là công ty gia đình mà ông Tô Lâm được cho là người đứng đằng sau, đã tạo điều kiện cho công ty sân sau của gia đình mình lớn mạnh đến như hôm nay. Nguồn tin nội bộ của Thời báo mới đây tiết lộ, hiện nay Tổng Bí thư Tô Lâm đang cùng phe cánh và người thân trong gia đình nỗ lực thao túng, cũng như thành lập hàng loạt các doanh nghiệp lớn kinh doanh trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Tô Lâm muốn tạo điều kiện để phát triển hệ thống kinh tế gia đình, trở thành một thế lực mạnh nhất Việt Nam trong tương lai không xa. Đến lúc đó, tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng chỉ là con cá kiến đứng bên cạnh con voi mang tên siêu tập đoàn Xuân Cầu Holding. Trong khi đó, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước do sợ quyền lực của Tô Lâm nên phải cung cúc phụng sự cho gia đình này. Theo giới thạo tin, hiện nay Tô Lâm đang cố gắng thâu tóm quyền lực trong đảng, đồng thời xây dựng thế lực Hưng Yên lớn mạnh, để qua đó công ty Xuân Cầu của em trai Tô Lâm
là ông Tô Dũng cũng sẽ ngày càng trở nên lớn mạnh hơn. Khi các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu sụp đổ dưới bàn tay của Bộ Công an, thì Xuân Cầu Holding và các công ty mới của gia đình Tô Lâm sẽ thế chỗ và có khả năng mạnh lên nhiều hơn nữa. Với một quy trình khép kín như vậy, mới đây Tô Lâm sẽ tiếp tục đánh gục các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu của thế lực khác để mà xây dựng hệ sinh thái quyền lực về chính trị cũng như kinh tế lớn mạnh nhất mang tên Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tập đoàn Xuân Cầu của đại gia Tô Dũng có thể sẽ trở thành một siêu tập đoàn. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.